Hậu COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn tình trạng này cũng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là ở thai phụ, có sản phụ đang trong ca mổ bất ngờ ngừng tim, tím tái toàn thân vì tắc mạch, một biến chứng nghiêm trọng hậu COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim, phụ trách trung tâm can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây trung tâm điều trị cho một sản phụ bị cạn ối sau nhiễm COVID-19. Sản phụ mang thai ở tuần 24, khi nhiễm COVID-19 cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Khi thai phụ đến khám 3 tuần sau khỏi COVID-19, thai không tăng thêm cân. Đáng chú ý, các bác sĩ ở đây cũng đã xử trí với một ca sản phụ lên bàn mổ đẻ ở tuần 38, bất ngờ tím tái toàn thân vì tắc mạch. Cho dù sức khỏe hoàn toàn bình thường sau nhiễm COVID-19, may mắn cả cấp cứu khẩn cấp thành công đã cứu được tính mạng sản phụ. Đây là một trong những sản phụ gặp biến chứng nghiêm trọng hậu COVID-19. Bác sĩ Sim chia sẻ thêm: Trước đó, sản phụ từng nhiễm COVID-19 triệu chứng nhẹ và không đi khám hậu COVID-19. Dù nhiễm COVID-19 nhẹ, nhưng khi cơ thể phản ứng lại sự tấn công của virus nCoV có thể gây ra tình trạng tắc mạch và khi can thiệp dùng thuốc trong mổ đẻ càng làm gia tăng nguy cơ tắc mạch cho sản phụ. Bác sĩ Nguyễn Thị Sim cho biết Hậu COVID-19 thường có diễn biến trung bình 1 đến 3 tháng tùy từng người. Bác sĩ Sim lưu ý, nguy cơ mắc bệnh và bị tổn thương đối với nhóm phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh cao hơn nhiều khi nhiễm COVID-19 do khả năng miễn dịch kém. Chính vì vậy, không chủ quan, cần tái khám sau khi âm tính với nCoV. Việc tâm soát hậu COVID-19 không phải chỉ có ý nghĩa kiểm tra cơ thể đã hoàn toàn ổn định sau thời gian điều trị COVID-19 hay chưa, mà còn sàng lọc các bệnh lý mãn tính, tiềm ẩn như tiểu đường, tuyến giáp, một số bệnh tự miễn. Có thể thấy dù chỉ nhiễm COVID-19 ở thể nhẹ nhưng biến chứng hậu COVID-19 lại vô cùng nguy hiểm và là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng càng ối, tắc mạch ở thai phụ. Nó không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến các trường hợp xấu đáng lo ngại. Vì vậy, mối lo hậu COVID-19 là không thể coi thường, đặc biệt là đối với đối tượng là các thai phụ, bởi đây là giai đoạn sức khỏe người mẹ cần được đảm bảo tuyệt đối, tránh nhiễm các loại virus dễ ảnh hưởng đến thai kỳ.